Còn đây là sân bay Oman các bạn nhá. Đây là sân bay Oman thì mình đi đến đây thì gặp một em ở Thanh Hóa, em cũng ở đây làm bên này về, nhưng em quên không đổi tiền ở bên Đâm Măm. Thì em sang đến Oman em sẽ đổi tiền bên này. Đây là cái quang cảnh của sân bay Oman các bạn. Đây các bạn xem này. Bạn nào quên đổi tiền ở bên sau đi sang đây đổi tiền ở đây đổi hết các bạn nha, đổi Zalo, Zen đổi Zalo. Em vào em bỏ cái ông lấy wifi cho anh quay đi phim này, lấy bọn này đưa hộ chiếu cho nó lấy cái mã. Đây các bạn, đây là anh hùng dân tộc của Oman. Pháo. Sân bay Oman đẹp hơn cả sân bay Đâm Măm các bạn. Rất là đẹp. Nha, các bạn nào đến Oman mà lấy mật khẩu wifi thì phải đây lấy hộ chiếu ốp ở kia để lấy lên cái mã. Mình sẽ quay ở đây hướng dẫn các bạn chọn tiếng Anh, hỏi ốp hộ chiếu vào, sau đó ấn when this one is at airport DB rồi anh lên. In terms of what I saw. Yeah, we're going to the right. Các bạn, đây là con linh sủ sân bay Oman để trưng bày con xe máy này. Rất đẹp. Con này đẹp quá các bạn. Con này đi thì vừa thấp. Đây là sân bay Oman. Nó đẹp hơn cả Đâm Măm rồi. Nó gần giống với lại Dubai các bạn. Đây là quầy bán nước hoa, mỹ phẩm. Đây không khí Tết của Trung Quốc đặt ở đây các bạn. Sân bay rất rộng các bạn. Đây là trên lúc hoa đây. Chú không trả đi á? Taxi đi, sao? Taxi. Em đi cái kiểu gì? Ai trả đi à? Taxi nó trả tiền. À, đưa taxi rồi, trả rồi. Chủ nhà đưa trước.
đây là quầy bán hạt. Một phẩy 50. Rất nhiều đồ các bạn ạ. Sâm thuốc lá rồi. $45 một cây. Xì xà không có lại một cân nữa. Các bạn ơi, bây giờ là 1 giờ sáng các bạn nhé. Là sáng mình đang ở sân bay đợi trung chuyển từ Oman về Thái Lan. Mọi người nằm ngủ hết rồi. Biết đây, bên kia chắc là Việt Nam. Việt Nam hay kìa, đúng rồi. Ba chị kia chắc Việt Nam hay kìa. Thế kìa, phải không? Đúng người Việt, nhìn đi biết ngay. Chuẩn đấy. Xong bắt chuyện. Cho nên đây là xuất khẩu phần ăn của trên máy bay các bạn nhé. Đang ăn đây. Có trứng rán này, trứng mới thì bánh mì, xúc xích. Đây là bánh mì đây, mì giống con tôm này. Đây là dưa. Đây là dưa. Đây là sữa. Có cả bia này. Đấy, bia này. Vậy là mình đã đến, bắt đầu chuẩn bị còn 10 phút nữa là xuống sân bay Thái Lan các bạn. Mình xin dừng cái video của Oman ở đây. Mình sẽ tiếp tục làm cái video về sân bay Thái Lan. Các bạn chuẩn bị đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.